Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Chúng ta cùng đến với vòng 31 giải ngoại hạng trận đấu giữa câu lạc bộ Liverpool và Aston Villa. Liverpool cùng Aston Villa lúc này được bật ra khỏi top 6 của ngoại hạng nên mục tiêu giành chiến thắng đã đè nặng lên cả hai đội. Nhưng rõ ràng trước khi nghĩ đến 3 điểm thì Liverpool và Aston Villa phải giải quyết được bài toán phong độ thất thường. Được đánh giá cao hơn và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Liverpool đang bộc lộ nhiều vấn đề từ lối chơi đến lực lượng ở trận thua 1-3 tứ kết Champions League trước Real Madrid. Trận thua dường như đã khép lại cơ hội tiến xa của thầy trò Klopp tại châu Âu và mục tiêu thực tế hơn với họ là đánh bại Aston Villa ở trận tới để có thể hy vọng kết thúc mùa giải trong top 4. Aston Villa cũng đang cố gắng tìm kiếm một tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới nhưng họ cũng đang có dấu hiệu sa sút. Trận thắng 3-1 trước Fulham ở vòng đấu trước mới là chiến thắng đầu tiên của huấn luyện viên Dean Smith sau chuỗi 4 trận chỉ biết đến hòa và thua. Aston Villa trên thực tế vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình nhưng làm khách ở Anfield chắc chắn là không hề dễ dàng. Đội chủ nhà Liverpool vẫn còn 6 cái tên chưa bình phục chấn thương và đó đều là những nhân tố quan trọng của hàng thủ. Bộ đôi Kabak và Philip thì chưa thể mang đến sự yên tâm cho các cổ động viên đội bóng thành phố cả và họ vẫn chỉ biết trông chờ vào cái duyên ghi bàn của bộ ba tấn công lúc này đó là Salah, Mane và Jota. Bên kia sân Aston Villa vẫn có trong tay đầy đủ những quân bài chủ chốt ở trận đấu này, đặc biệt họ đang sở hữu một tiền đạo rất tiềm năng đó là Watkins. Bên cạnh đó là phong độ chói sáng của siêu dự bị Trezeguet mỗi khi được tung vào sân. Trong 5 lần đối đầu gần nhất thì Aston Villa cho thấy họ là cái tên không hề dễ chơi với Liverpool khi cũng đã có hai chiến thắng. Tuy nhiên phong độ của Aston Villa ở thời gian qua thì cũng không ấn tượng khi mới chỉ giành chiến thắng ở 1 trên 5 trận đã đấu. Liverpool cũng không thực sự ổn định với việc đã thất bại ở 2 trên 5 trận đấu gần nhất. Và thưa quý vị, tỷ lệ của trận này Liverpool chấp Aston Villa một hòa. Ở mùa giải năm ngoái Liverpool đã từng nhận trận thua 2-7 trên sân của Aston Villa nhưng lượt đi năm nay họ đã có màn trả đũa ngọt ngào khi đè bẹp đối thủ với cách biệt 4-1. Phong độ tốt trong thời gian gần đây cũng là cơ hội để lữ đoàn đỏ có thể vượt qua kẹp chấp này. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu, tỷ lệ tài xỉu trận này là 3 hòa. Có thể thấy rằng những trận đấu gần đây của hai đội đều diễn ra tương bừng, đã có 4 trên 5 cuộc đối đầu gần đây khép lại với tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Trong bối cảnh hàng thủ Liverpool cũng không thực sự có được sự gắn kết thì một trận cầu cởi mở là điều có thể xảy ra và dự đoán của chúng tôi ở trận đấu này Liverpool vượt qua Aston Villa với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, xin kính chào tạm biệt.